Thủ tướng Ba Lan thông báo hội nghị các nhà tài trợ quốc tế do Ba Lan và Thụy Điển đăng cai ngày mùng 5 tháng 5 ở Warsaw đã gây quỹ 6,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Thụy Điển và Ba Lan cùng đăng cai hội nghị tài trợ gây quỹ cho Ukraine với sự hỗ trợ của EC và Hội đồng châu Âu nhằm giúp Ukraine đối phó với suy thoái kinh tế và tình trạng nhân đạo đang xấu đi do xung đột. Thông qua hội nghị, các nhà tài trợ quốc tế đã gây quỹ được 6,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Trong đó, Ủy ban châu EC cũng cam kết dành 200 triệu euro viện trợ cho người dân phải sơ tán ở Ukraine. Theo Thủ tướng Ba Lan, các quốc gia như Phần Lan, Cộng hòa Séc, Croatia và nhiều nước khác cam kết tài trợ nhiều triệu euro cho viện trợ nhân đạo và các nỗ lực quân sự ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga thông báo 7 nhân viên tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Moscow là những nhân vật không được hoan nghênh và những người này có 2 tuần để rời khỏi Nga quyết định trục xuất 7 nhân viên Đại sứ quán Đan Mạch của Nga nhằm đáp trả động thái tương tự của Copenhagen hồi tháng trước, đồng thời thể hiện rằng Moscow cũng phản đối việc Đan Mạch hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, chính sách của Đan Mạch ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ song phương và Nga bảo lưu quyền thực hiện các bước đi tiếp theo nhằm đáp lại các hành động không thân thiện của Đan Mạch. Ngày 5 tháng 5, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ mời thầu mua 60 triệu thùng để bổ sung cho nguồn dầu đã được xuất từ kho dự trữ dầu chiến lược SPR mà Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt vào đầu mùa xuân năm nay để ứng phó với giá năng lượng cao. Quá trình đấu thầu mua 60 triệu thùng để bổ sung cho nguồn dầu dự trữ sẽ bắt đầu vào mùa thu với mục tiêu bổ sung khoảng 1 phần 3 trong số 180 triệu thùng đã xuất kho sau khi giá dầu tăng mạnh liên quan tới khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho biết sẽ thực hiện các bước nhằm nới lỏng các quy định mua lại để cho phép đưa giá thầu cạnh tranh hơn trong hệ thống định giá theo chỉ số thông thường được sử dụng để bán dầu từ kho SPR. Giá trị đồng rút của Nga đã đạt mức cao nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 3 năm 2020 trong phiên ngày 5 tháng 5 nhờ sự hỗ trợ từ các biện pháp kiểm soát vốn. Đồng rút của Nga đã đạt mức cao 65,31 rút trên một đô la Mỹ vào đầu phiên giao dịch ngày 5 tháng 5 trên sở giao dịch Moscow, sau sau đó đã giao dịch ở mức 66,60 rút trên một đô la Mỹ lúc đóng phiên, thấp hơn 0,4% so với mức đóng cửa hôm 4 tháng 5. Mức cao nhất ghi nhận được trong phiên sáng 5 tháng 5 là mức chưa từng thấy kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đồng rút đã tăng giá trong vài tuần qua, một phần là nhờ các công ty chuyên xuất khẩu bắt buộc phải chuyển đổi ngoại tệ. Ngoài ra là do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ và euro suy yếu trong bối cảnh nhập khẩu suy giảm và các hạn chế đối với các giao dịch xuyên biên giới. Đồng thời, sự biến động này còn do tính thanh khoản của thị trường bị suy giảm bởi các hạn chế của ngân hàng trung ương được thiết lập để hỗ trợ ổn định tài chính sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24 tháng 2. Tập đoàn năng lượng nga Gazprom cho biết là Lan hiện đang nhận khí đốt Nga gián tiếp từ các đồng minh. Cụ thể thì khí đốt Nga được những người mua ở Italy và Pháp đặt hàng, sau đó bổ sung cung cấp cho Ba Lan. Trước đó thì Gazprom đã cảnh báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt xuất khẩu sang các quốc gia cung cấp khí đốt cho Ba Lan nếu quốc gia Đông Âu này cố gắng đi đường vòng để có được nguồn khí đốt của Nga. Theo Gazprom thì Ba Lan sử dụng một phần khí đốt này để bổ sung cho các kho dự trữ của họ vốn đã đầy 80%. Trong khi đó thì dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu Liên minh châu EU còn khoảng 36% dự trữ khí đốt. Tổng thống Serbia mới đây cho biết các vòng đàm phán giữa Belgrade và Moscow về một hợp đồng khí đốt dài hạn sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tổng thống Serbia cho rằng, trong khi 55% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Đức là nhập khẩu của Nga, thì Serbia cũng như nhiều quốc gia khác lại phụ thuộc đến 100%. Dựa trên tình hình thế giới hiện nay, đảm bảo nguồn cung năng lượng đang trở nên là một vấn đề quan trọng đối với Belgrade. Việc hợp đồng dài hạn trước đó sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5 chính phủ Serbia sẽ đàm phán để mua khí đốt với Nga với mức giá tốt sau ngày 10 tháng 5. Theo tập đoàn dầu khí BP, sản lượng dầu thô của Nga đang giò đáy và khó có thể sớm phục hồi trở lại. Tập đoàn dầu khí BP cho biết, lượng dầu thô khai thác của Nga đang suy giảm, nếu trong tháng 3 sản lượng giảm khoảng 0,5 triệu thùng một ngày thì đến cuối tháng 4 mức giảm đã lên tới 1 triệu thùng một ngày, đến hết tháng 5 con số này có thể lên đến 2 triệu thùng một ngày và lượng dầu thiếu hụt từ Nga có thể sẽ không sớm quay trở lại thị trường. Trước đó, Bộ Kinh tế Nga cho biết sản lượng dầu thô của nước này có thể giảm 17% so với thời điểm trước khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Báo cáo đánh giá đây là mức suy giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 1990, thời kỳ đầy biến động đối với nước Nga sau sự kiện liên xô sụp đổ. Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh đã tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2009 để đối phó với áp lực lạm phát gia tăng, bất chấp tác động nước này có nguy cơ rơi vào suy thái. Ngân hàng Trung ương Anh BOE mới đây đưa ra thông báo đã tăng lãi suất lên mức 1%, mức cao nhất trong vòng 13 năm qua. Ngân hàng này cũng cho biết lạm phát dự kiến sẽ vượt mức 10% trong năm nay, đồng thời lãi suất cơ bản có thể đạt 2,5% vào quý 2 năm 2023. Quyết định nâng lãi suất được đưa ra sau khi nhiều người Anh phải đối mặt với chi phí hóa đơn năng lượng tăng vọt. Lạm phát giá tiêu dùng ở Anh cũng đạt mức cao nhất trong 30 năm, ở mức 7% vào tháng 3, cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu 2% của BOE. Động thái của BOE diễn ra sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cũng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tính đến thời điểm này, 12 trên 12 tỉnh có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ năm 2021 tới năm 2025 đã có văn bản thỏa thuận hướng tuyến và công trình. Báo cáo cho thấy hiện 9 trên 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã có ý kiến của Bộ Quốc phòng. Chỉ còn dự án Hậu Giang Cà Mau chưa có ý kiến về hướng tuyến đi, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 tới đây. Bên cạnh đó, công tác khảo sát hiện trường địa hình, địa chất, thủy văn tại 12 trên 12 dự án thành phần cũng đã hoàn thành. Công tác lập hồ sơ khảo sát vật liệu và bãi đổ thải cũng đang được các đơn vị tư vấn hoàn thiện. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chấp thuận hơn 136 km giải phóng mặt bằng, đã thẩm định hơn 483 km, đạt 85%. Các đoạn còn lại sẽ xong trước ngày 30 tháng 6 tới. Như vậy, tính tới thời điểm Quốc hội có chủ trương đầu tư, thời gian để Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành ban giao hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương trong khoảng 5 tháng và thời gian chuẩn bị đầu tư khởi công dự án khoảng 10 tháng, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn tất trong khoảng 1,5 năm. Báo cáo về tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết tính tới thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022, dư nợ tín dụng theo tổng cục hải quan từ ngày 16 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4 Tổng số tiền ấn định thuế xử phạt vi phạm hành chính từ kiểm tra sau thông quan là 20,15 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 19,35 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới ngày 15 tháng 4, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 386 cuộc, trong đó có 133 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 253 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 105,50 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách thổ, số tiền là 64,08 tỷ đồng. Liên quan đến biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn do không có bên liên quan nào đề nghị giả soát định kỳ, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 843 về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 5 năm kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực, trừ trường hợp được thay đổi theo quy định khác của Bộ Công Thương, căn cứ trên kết quả ra soát việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong nhóm hàng công nghiệp, mặt hàng dây dép có tỷ lệ sử dụng COU đãi theo FTA khá cao, chiếm 95,92% với kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường kỳ FTA với Việt Nam là 9,25 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 2,78% so với năm 2020. Đánh giá của Bộ Công Thương cho rằng tiêu chí xuất xứ đối với mặt hàng dây dép trong các FTA được đánh giá là phù hợp với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Cục Quản lý Dược có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thuốc giả Monopiravir phát hiện tại Thụy Sĩ trên nhãn có thông tin tiếng Việt. Hải quan Thụy Sĩ đã phát hiện thuốc giả Monopiravir thông tin như sau. Thuốc giả Monopiravir 400mg dạng bào chế năng cứng, quy cách đóng gói lọ 20 viên năng cứng. Trên nhãn có ghi thông tin Manufacturer by công ty trách nhiệm hữu hạn chi nhánh số 140 đại. Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế về thuốc giả Monupidavia 400mg có các dấu hiệu nêu trên cục quản lý dược cũng đề nghị các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đến các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán sử dụng thuốc giả Monopiravir 400mg có các dấu hiệu nêu trên. Tổng cục thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm nay đạt 894 triệu đô la Mỹ, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt giá cá tra liên tiếp xác lập các đỉnh mới, đẩy giá trị xuất khẩu cá tra tăng cao tại hầu hết các thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, giá cá tra nguyên liệu tăng từ 8.000 tới 10.000 đồng 1 kg và tăng khoảng 20% so với cuối năm 2021. Giá cá nguyên liệu tăng mạnh kéo theo giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu trung bình cũng tăng lên mức 3,2 tới 3,4 đô la Mỹ 1 kg. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến 30% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 21 tháng 8. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 tới 39 ngày được giảm 20%, từ 40 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ dương 5, khoang 4 giường, các tàu SE3, SNT1, SNT2. Khi đổi trả vé, khách sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Thời gian đổi trả vé là trước giờ tàu chạy 72 giờ. Báo cáo thị trường bất động sản của 4 tháng đầu năm của CBI cho biết giá bán căn hộ trung cư trung cấp trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội hiện trung bình đạt gần 1.300 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương gần 30 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Dự báo trong 2 năm tới, nguồn cung căn hộ trung cư tại thị trường Hà Nội sẽ có thêm khoảng 54.000 sản phẩm, tập trung chủ yếu tại các quận huyện Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì. Biết là hiện tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ tại các tỉnh thành phố tuyến đường cao tốc đi qua, đạt trung bình là 65% tăng hơn 20% so với thời điểm là chưa có chủ trương thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Bộ Thông vận tải đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC qua 3 giai đoạn giai đoạn 1. Các trạm thu phí vẫn còn tồn tại barrier, Giai đoạn 2 tại các trạm thu phí không còn tồn tại barrier, chỉ duy trì các giải phân cách các làn, các phương tiện lưu thông tự do theo làn qua các trạm thu phí. Giai đoạn 3 thì khu vực trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn và các thiết bị thu phí gắn trên giá long môn, các phương tiện lưu thông tự do đa làn qua khu vực trạm thu phí. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam thì thị trường bất động sản Việt Nam năng động và có nhiều động lực phát triển nhất châu Á, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Bất động sản được dự báo là triển vọng rất tích cực trong 20 năm tới do mức độ đô thị hóa ở Việt Nam vẫn ở mức thấp và đang diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hạ tầng cơ bản còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng. Mới đây, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong 8 năm qua các địa phương vẫn chưa cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại điều 104 Luật Đất đai và điều 32 Nghị định 43 cho các công trình xây dựng không phải là nhà ở. Trong đó có khoảng 100.000 căn hộ du lịch condotel chưa được cấp giấy chứng nhận theo các quy định pháp luật về đất đai. Do đó, các chủ sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng trong 8 năm qua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, phục vụ mục đích lưu trú du lịch. Tổng cục thống kê cho biết là doanh thu lữ hành 4 tháng 2022 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 và tháng 4 có các kỳ nghỉ lễ nên nhu cầu du lịch gia tăng mạnh mẽ. Doanh thu của một số địa phương tăng mạnh như là Khánh Hòa tăng 370%. Quảng Nam tăng 71,1%, cần thơ 46,4%, Quảng Bình tăng 29,6%, Hà Nội tăng 19,8%, chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là giảm ở mức là 9,6% và Đà Nẵng giảm 22,5%. Tuy nhiên thì doanh thu dịch vụ khác lại giảm ở mức là 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể thì mức tăng giảm của một số địa phương như sau: Bà Rịa Vũng Tàu tăng 18,6%, Thanh Hóa tăng 17,3%. Quảng Ninh tăng 15,9%, Hà Nội tăng 3,7%, Bình Dương giảm 1,4%, Vĩnh Phúc giảm 2,3%, Thừa Thiên Huế giảm 3,2%, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 12,8%. Trong khoảng 2 tuần qua thì gạo Thái Lan liên tục tăng giá, gạo 5% tấm hiện đạt mức trung bình là 445 đô la Mỹ một tấn, bỏ xa giá gạo Việt Nam đang ổn định ở mức là 415 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên thì so với một số nước xuất khẩu gạo truyền thống khác như là Ấn Độ và Pakistan thì giá gạo Việt Nam vẫn ở mức cao. Cụ thể gạo 5% tấm của Ấn Độ bán ra là 343 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức là 323 đô la Mỹ tấn, cùng thấp hơn gạo Việt Nam 72 đô la Mỹ tấn. Theo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo Việt Nam vẫn đang ổn định ở mức cao. Các hợp đồng thương mại đi lại giữa các thị trường cao cấp vẫn diễn ra đều đặn và có xu hướng tăng. Đáng lưu ý là do giá gạo ở mức cao nên các khách hàng truyền thống nhập số lượng gạo lớn, gạo phẩm cấm trung bình chưa dám ký hợp đồng mới. Lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp lẫn người nông dân vẫn còn ở mức thấp. Tiếp theo trình là một thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Bộ Công Thương cho biết kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2022 ước tính đạt 32,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 119,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước với kim ngạch đạt 106,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước theo hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Bồ Đào Nha đạt 1,1 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay, tăng vọt 135% so với cùng kỳ năm 2021. Về sản phẩm, các doanh nghiệp cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu cá ngừ đông lạnh mã HS0304 sang thị trường này, giá trung bình xuất khẩu các sản phẩm này của Việt Nam đạt ở mức 6.537 đô la Mỹ trên một tấn theo số liệu của tổng cục hải quan xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2022 đạt trên 156 triệu đô la Mỹ tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm mực và bạch tuộc chế biến có xuống tăng mạnh trong quý đầu năm đáng chú ý giá trị xuất khẩu các sản phẩm mực đều tăng trong đó mực khô nướng và mực sống tươi đông lạnh tăng lần lượt là 33% và 38% đáng chú ý giá trị xuất khẩu mực chế biến tăng mạnh nhất 99% so với cùng kỳ năm ngoái Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân đối với dự thảo thông tư quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Về cơ bản thì dự thảo thông tư kế thừa các quy định của thông tư 18 và được điều chỉnh, sửa đổi bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tế. Ngân hàng nhà nước xem xét với các quy định tái cấp vốn khi mà tổ chức tín dụng theo quy định tại nghị định số 53 2013 của chính phủ sở hữu trái phiếu đặc biệt. Đáng chú ý là để rút gọn quy trình xử lý để dự thảo thông tư không quy định bảng kê trái phiếu đặc biệt trong hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn gia hạn vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng và có xác nhận của VAMC. Theo báo cáo Kinh tế Việt Nam tháng 4 2022 của chứng khoán Mê Banh Kim Anh, cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ thắt chặt tiền tệ thông qua tăng lãi suất ở mức là 0,5 điểm phần trăm để duy trì tăng trưởng vừa phải bất chấp rủi ro lạm phát tăng và cục dự trữ liên bang Mỹ phép quyết định quyết liệt hơn. Tuy nhiên thì việc thắt chặt nếu có thì sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối năm, mức tăng 0,5 điểm phần trăm sẽ đưa lãi suất tái cấp vốn lên 4,5%, mức vẫn còn phù hợp theo các tiêu chuẩn lịch sử. Khi đó thì tỷ lệ này trước khi xảy ra đại dịch được cho đến hết tháng 2 năm 2020 là mức 6%. Theo báo cáo chiến lược đầu tư tháng 5, công ty chứng khoán dầu Việt dự đoán là thị trường sẽ bình tĩnh hơn sau khi đợt điều chỉnh giảm sâu trong tháng 4 với triển vọng tốt hơn khi mà việc kiểm soát chặt chẽ của các hoạt động lừa đảo thao túng thị trường. Cùng với đó, thì VDSC duy trì được quan điểm lập trung lập do việc là thắt chặt các phát hành trái phiếu doanh nghiệp nghiêm ngặt từ các phát hành là các chủ đầu tư cũng như là các dự án sắp tới trong khi mà hoạt động triển khai các dự án sẽ sôi động hơn trong hai quý cuối của năm 2022. Nhìn chung thì VDSC kỳ vọng là chỉ số VN-Index sẽ giao động trong khoảng từ 1.320 đến 1420 điểm.